Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo và quản lý các blog ở trong hệ thống chatfuel.com này. Thì khi mà khách hàng làm việc với chatbot á, thì họ sẽ làm việc với các blog này. Ví dụ ở đây thì chúng ta có blog đầu tiên khi nào mặc định đó là blog chào mừng chẳng hạn. Thì khi khách hàng vào họ sẽ thấy những nội dung này. Hoặc là blog câu trả lời mặc định chẳng hạn. Thì khi khách hàng vào họ sẽ thấy những cái nội dung này. Thì trong video trước thì tôi đã hướng dẫn mọi người xóa hết rồi đúng không? Để tránh phiền khách hàng. Thì ở đây chẳng hạn khi chúng ta mới tạo thì nó sẽ không có nhiều như vậy. Và sau này chúng ta làm nhiều ra thì chỗ đầu nó với phân loại ra những cái dạng từng mục thế này. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm mọi người nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo một cái group mới để sau này dễ dàng quản lý này. Đấy, ví dụ tôi chọn group này là group sản phẩm chẳng hạn. Ok. Đấy. Rồi. Ở đây thì tôi sẽ tạo các blog. Ví dụ tôi sẽ có sản phẩm là áo len chẳng hạn. Áo len 01 chẳng hạn. Ví dụ như 01 có rồi, tôi sẽ chọn là áo len. Chúng ta không thể chọn tên giống nhau được nhé. Rồi. Đấy, hay là sản phẩm là áo len chẳng hạn. 02 chẳng hạn. Mỗi blog này thì chúng ta sẽ tương ứng với mỗi sản phẩm. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng sao chép các blog. Ở đây mọi người thấy có nút sao chép này. Đấy, hoặc là xóa ở đây này. Đấy, hoặc là chúng ta có thể di chuyển. Ví dụ mọi người thấy áo cái này thuộc sản phẩm đúng không? Đấy, áo len chẳng hạn. Áo len cổ dài chẳng hạn. Nó thuộc sản phẩm, chúng ta sẽ đưa hết vào đây chẳng hạn. Ok, đấy. Đó, thì đó là cách chúng ta tạo và quản lý các blog. Chúng ta có thể xóa nhân bản. Còn tạo riêng lẻ từng định dạng blog thế nào, làm sao để blog hiện lên text, hiện lên hình ảnh hay là hiện lên video hay là hiện lên list sản phẩm thì mọi người hãy xem ở video tiếp theo nhé.